Sidan xin chào cả nhà. Và để hưởng ứng với chương trình ca nhạc nghệ sĩ Quarantine tại nhà, Sidan xin gửi đến quý vị một ca khúc mà Sidan rất là yêu thích, Màu Xanh Tình Yêu. Hy vọng rằng với cái vui nhộn và cái lạc quan của bài hát này sẽ mang lại cho quý vị một ít phút thoải mái trong những cái giờ phút mà chúng ta đang căng thẳng nhất vì cái đại dịch Corona. Xin mời quý vị thưởng thức Màu Xanh Tình Yêu nhé. Xanh như màu xanh tình em với anh, cho ngày mai mình luôn có nhau.